Em đi công tác chị ạ, mới về. Lúc nãy em đi quay chợ thấy con gà ngon có, em mua về tặng cho chị. Đây con gà đây chị ạ, nhìn ngon lắm. Con này để nuôi nhờ. Vâng. Cho bà lấy bà cho chị với. Vâng, bà vâng. Nhà ngồi. Thôi thôi em cũng chị về đi. Mấy hôm nay có thấy bà chị Thanh lên nhớ chị không? Ừ, hôm qua vừa mới lên này, hôm qua vừa lên với chị xô chị ngã ở chỗ này. Vừa có làm sao không chị? Không, may còn có công an lên trước ạ. Vâng, thế là may rồi, mà không sao là được rồi. Chú ấy lên đến đây là chị nó đã chạy đến đây ra đến kia rồi. Thế mà không bắt được à? Không. Tâm đây bà mấy lần như thế bà vẫn tiếp tục nhỉ? Không chừa được đâu, vẫn không chừa đâu. Chắc vâng. Giống tính của bà đấy, không chừa đâu. Vì bà cũng không chưa tìm được chị ạ. Chú để góc kia cho chị với. Vâng. Xong rồi vào nhà ngồi cho nó mát. Thôi thôi em xin phép về đây chị ạ. Vâng. Thôi em xin phép về đây. Khi nào chị thấy chị Thanh lên nhớ chị cứ báo cho bọn em nhé. Vâng. Thôi, vô còn một tí nào. Ừ. Yêu thế nhỉ. Chị đi về nhá. Vâng, em xin phép về đây. Chị cảm ơn nhá. Vâng, vâng. Thế bà chị thấy bà nhớ thì chị cứ báo cho bọn em nhé. Vâng, vâng. Chị xin nhá. Vâng. Để nuôi đấy nhở. Con gà trống rồi, mai mình kiếm lấy con gà mái nữa nhỉ. Ngồi im đấy nhá. Con gà ở đây nhá. Đi lên nhà đã nhỉ. Ôi nè, quá được con gà rồi, mai mình với mẹ đi mua lấy con gà mái nữa nhỉ. Thịt con gà mái nữa. Nó chơi với nhau nhỉ. Hoan ơi, Hoan ơi, Hoan, Hoan có ở nhà không? Ai đây ạ? Bà là ai đấy, bà đứng lại đấy. Mẹ của các con mà. Ờ, tôi không có mẹ đâu. Mẹ bỏ đi đâu lâu lắm rồi, có thấy mẹ bao giờ đâu. Mẹ đi làm ăn thôi, bây giờ mẹ nó có thời gian về không? Bà đứng lại, bà không phải là mẹ của tôi. Mẹ là mẹ của các con mà. Con mà. Bà không phải là mẹ của tôi bỏ bố con tôi đi lâu lắm rồi, tôi không biết bà là ai đâu. Mẹ là mẹ của các con, bây giờ mẹ đi làm ăn. Đi làm ăn lâu lắm rồi, chúng tôi cũng không thấy bao giờ làm ăn đi mà sao lâu thế mới cũng không về thăm bọn tôi, bây giờ mới về thì mẹ bà đi, về con làm mẹ đi làm ăn nhưng mà mẹ không
về thăm đến các con được, bây giờ mẹ mới về thăm. Bà đi về đi, đi về đi. Tôi mẹ là mẹ của các con mà. Không. Mẹ đi làm ăn xa mà mẹ nhớ các con, mẹ mới về thăm con. Bà không phải là mẹ của tôi đâu. Mẹ bà... của các con mà. Tôi không có mẹ đâu, mười mấy năm rồi tôi không thấy mẹ bao giờ đâu. Mẹ... bà đi ra đi, tôi không có mẹ đâu. Hoàn ơi, mẹ về thăm các con mà. Không, tôi không có mẹ đâu, bà đi về đi. Sao mà con đuổi mẹ thế, mẹ là mẹ của các con. Vâng, ở đây nhá, bà đi ra ngoài đi. Bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi bỏ bố con tôi đi từ lúc chúng tôi còn nhỏ rồi. Bây giờ bà mới về đây bà bảo là mẹ của tôi thì không phải đâu, tôi không có mẹ rồi. Hoàn ơi, mẹ là mẹ của các con mà. Sao sao mà con nói thế? Mẹ như các con mà. Hoàn ơi, mẹ là mẹ hiền của các con mà. Tôi không có mẹ đâu, bà đi về đi. Con không nhớ mẹ à? Lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ mẹ mình là như thế nào nữa đâu. Mẹ bà đi về đi. Bây giờ mẹ về thăm các con. Không, bà đi về đi, bà đi về đi, không ơi. Bây giờ mẹ về thăm các con, mẹ... mẹ cho xin cho bé ra con đâu. Không, bà đi về đi, tôi không cho bà vào đây nữa đâu. Bà, mẹ là mẹ của các con mà. Không, con bà đi về đi, tôi không có mẹ đâu, đi về đi. Mà. Cho mẹ bé con. Bé cháu ơi, mẹ bà đi về đã, tôi không có mẹ đâu. Mẹ đi xin lỗi các con. Tôi không có mẹ, tôi không có mẹ, bà đi về đi. Mười mấy năm rồi tôi có mẹ đâu, tôi có thấy mẹ tôi như thế nào đâu, bà đi về đi. Các con ơi, mẹ đi về đi, bà đi về đi, tôi không có mẹ đâu. Con ơi, không, con ơi, bà đi về đi. Xin lỗi, mẹ đi làm ăn xa, mẹ nhớ các con, mẹ mới về đi. Mẹ đi mà, con ơi, mẹ xin lỗi các con. Bà đi về đi. Mẹ xin lỗi các con, mẹ đi làm ăn xa, mẹ nhớ các con, mẹ mới về đây. Bà đến đi thăm đi, con, ăn cháo sao mà con làm thế. Con không nhớ mẹ à. Bà đã đi, bà đã không bỏ như thế rồi, mẹ, bây giờ bà bỏ đi rồi, bà mẹ đi làm ăn xa, mẹ nhớ mẹ mới về thăm con, sao mà con không nhớ mẹ. Hoàn ơi, mẹ là mẹ của các con mà, Hoàn ơi. Bà đi về đi. Mẹ xin lỗi các con, mẹ về thăm con, thăm cháu. Bà bảo ơi, ơi, bà cho mẹ còn vào thăm con, bây giờ bà có bảo con làm thăm mẹ là cháu này. Các con như nào nữa, bà đi về đi. Cho mẹ vào, cho mẹ vào thăm cháu ơi. Ơ, Hoàn ơi, cho mẹ có thăm cháu đâu, mẹ có quà cho cháu này, mẹ vào bà thăm đi mẹ đi, bà đi về đi. Đi về đi, tôi không cho bà vào nhà đâu. Bây giờ mẹ đi về, mai con bình tĩnh lại là mẹ về thăm các con, các cháu. Bà đi về đi. Bây giờ bà gửi ít quà cho cháu, cho các cháu. Mẹ đi về đi. Mẹ ơi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi ơi, mẹ xin lỗi mà con, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Cho mẹ bê cháu một tí nào. Bà yêu con nha, bà yêu cháu nha, bà thương. Bà yêu lắm, bà thương con lắm nha. Hey, bà yêu lắm, bà thương cháu. Bà lâu bà không về thăm đến cháu, đến mẹ cháu nha. Ôi, thương lắm. Bà cháu của bà ngoan nhé, bà giỏi nhé. Thương lắm. Sao mẹ bỏ bố con đi lâu thế? Mẹ đi làm ăn. Là
làm ăn xa, mẹ không về thăm con được, thăm cháu được. Bà xin lỗi nha. Bà yêu nha. Con sao con về đây ở? Chồng con đuổi con về đây, nhà suốt ngày uống rượu. Bây giờ chồng con đi đâu? Con cũng không biết đi đâu. Bây giờ hai vợ chồng bỏ nhau hay là như thế nào? Anh ấy đuổi con đi xong rồi về thì con về đây làm nhà thì mẹ chồng với cả chị gái chồng nó cũng về đây đuổi. Thế là khổ thân con thế nhỉ. Không cho. Bây giờ mẹ chả biết làm thế nào được. Nhớ con nhớ cháu. Mẹ về thăm cháu thăm con thôi. Thế lần này mẹ về đây mẹ có ở lâu không? Mẹ về một thời gian về mẹ lại đi thôi, mẹ không về ở lâu được. Về thăm các con. Thế mẹ chồng của con đâu? Mẹ chồng của con thì mất tích rồi. Bà về đây quấy rối nhiều quá thì công an bắt đi. Bà còn đánh cả chú dân quân nữa mà bà trốn. Bây giờ mất tích không tìm thấy rồi. Thế là con cũng không đi tìm bà? Con báo công an, các chú công an đi tìm mà. Đi tìm không thấy bà ở đâu à? Không, các chú báo bảo mất tích không thấy. Thế là chồng con là cũng không đi tìm à? Chồng con không biết đi đâu lâu lắm rồi, con cũng không biết đi đâu nữa. Bây giờ là hai mẹ con khác ở đây à? Vâng, cái cún là đi học thôi. Bây giờ mẹ chồng không tìm không thấy rồi, bây giờ bên chồng là còn có ai nữa không? Còn có một chị gái chồng nữa, nhưng mà chị gái chồng thì còn bây giờ đào suốt ngày về đây đòi đất con ấy. Bây giờ làm thế nào? Con cũng không biết làm thế nào nữa. Quấy nhiễu quá con cũng cho đi báo công an thôi, các chú bảo thế thôi. Cứ nhiều là báo công an. Thế là chị đi làm, chị đi lấy chồng chưa? Lấy chồng xong là chồng bồ bịch bỏ về. Bỏ về là lại quấy nhiễu con à? Vâng. Thế là nhà cửa đất đai thì bây giờ là đòi lấy hay là như thế nào? Bây giờ đòi đấy, bà đòi lấy hết. Bà hôm nọ bà còn về bà dọa bảo là nếu không tìm thấy mẹ bà cái đất này là của bà hết. Thế là con không có chỗ đó à? Bây giờ là chị gái đi làm, đi lấy chồng rồi còn về đây đòi thì khổ thân con quá. Để mai mẹ về mẹ tìm chị gái con ấy rồi về nói chuyện. Bà ác lắm mẹ. Ai cũng không sợ đâu mà, mình cũng phải tìm nói chuyện thôi mà. Mà bà nói như thế nào, chị đi làm dâu rồi bây giờ quay về quấy nhiễu em mợ làm thế nào được. Bây giờ mẹ cũng đi làm ăn xa, mẹ không đến về thăm các con các cháu được nhiều. Bây giờ là chị gái bên chồng cũng phải thương yêu nhau đi chứ. Bây giờ đi làm dâu rồi còn quay về đòi mợ đòi em rồi làm thế nào được. Thế mẹ bỏ bố con đi làm đến tận đâu ấy? Biết là đi vào Nam làm, trong có một ông đấy là dụ mẹ đi, bảo đi khổ ông rửa bát rửa chén. Xong rồi bây giờ mẹ với có một ông đấy là đưa mẹ về, xong là bảo mẹ mới biết đường về thăm các con các cháu. Thế cuộc sống của mẹ lúc đi làm vất vả? Cuộc sống mẹ khổ lắm, mẹ đến bến xe nó học đi lừa mẹ, bảo mẹ đi hồ rửa bát chén đũa. Họ lừa đi làm ô chin, tiền kiếm được bao nhiêu họ lừa hết rồi. May còn có một ông đấy là tốt bụng, xong là mới đưa mẹ về thăm các con. Mẹ bỏ bố con đi lâu như thế con cứ tưởng mẹ đi không về nữa, bỏ nhà đi theo đi lấy chồng mới rồi. Mẹ khổ thân quá. Mẹ lúc đấy là đi đường là họ đi công ty, nhưng mà đi đến bến xe đấy họ lừa mẹ đi. Mẹ đi đến bến xe đấy là có một ông cho mẹ một chai nước, xong là mẹ uống vào nó ngất đi. Mẹ ngất đi xong là mẹ tỉnh lại là thấy ở cái phòng nó tối. Thế cái lúc ấy mày cũng họ cho nước mày cũng uống à? Không quen biết mẹ cũng uống cũng lấy à? Mẹ có biết gì đâu, ông đưa thì mẹ cứ uống, khát nước là mẹ cứ uống tưởng là ông tốt bụng, nhưng mà ông cho nước đấy là chả biết. Mẹ uống vào là mẹ ngất xỉu đi, xong là mẹ đi đến phòng ngủ đấy là tỉnh lại mở mắt là
không phải là cái chỗ của mẹ đi làm. Mẹ của con lại khổ thế này. Mẹ rốt vấn mẹ cũng khổ quá con ơi. Mẹ cũng xin lỗi các con thôi. Con xin lỗi mẹ. Chỗ phần mẹ vất vả, mẹ còn phải tưởng đi làm. Mẹ đi làm vẫn sung sướng. Mẹ đi làm còn họ lừa mẹ nữa. Con xin lỗi mẹ. Con cứ hiểu lầm mẹ. Bố bảo là mẹ đi theo cha rồi con cứ nghĩ mẹ xin lỗi các con ơi. Mẹ xin lỗi các con nha. Mẹ nuôi là con nhưng mà bây giờ mẹ bỏ con mẹ cũng có lỗi với con nha. Để con đi lấy nước cho mẹ. Mẹ uống nước đi mẹ. Mẹ xin con nhá. Để con bế cháu đi. Mẹ về với mẹ cho bà nghỉ nhá. Uống nước. Bà uống nước nhá. Con uống nước không? Với bà không? Đây, cho bà cho uống nước nhá. Bà thương con nhá. Đây, uống nước. Đây, uống nước với bà nha. Đây, bà. Đây, bà cho con uống nha. Mẹ chồng của con thì suốt ngày lên đây quấy nhiễu. Con trồng được cây ngô thì bà cũng lên phá của con. Trồng cây gì bà cũng phá. Bà còn lấy trộm cả tiền cả gạo của con đi hết. Trộm hết cả quần áo của con. Sao mẹ chồng của con đấy là sao mà độc ác thế? Con chuyện nhiều chuyện lắm. Con thấy con khổ quá, có một chú dân quân ấy tốt bụng lắm. Về hộ con làm việc các kiểu giúp đỡ con ấy. Bà còn về bà thấy bà còn mò về rình mò các kiểu bà về còn đánh ghen con nữa. Bà là con trai không ở nhà thì con lấy trai về ở cùng con. Thế bà, là bà có bắt được không? Bà bọn con chẳng có gì đâu nhưng mà bà đánh ghen thay con trai bà ấy. Xong về thế, bà nhiễu suốt ngày bà nhiễu. Thế bà đánh ghen nên bà phải bắt được chứ. Bà mới nói được. Sao mà bà độc ác thế? Nói chuyện vợ như cô có trẻ con đâu. Mình không có tuổi rồi. Về đánh ghen con dâu là đánh ghen làm thế nào được. Con cũng chẳng biết nữa. Bà ngày nào bà cũng về. Ngày nào bà cũng về thấy. Cứ thấy chú dân quân ở đây thì bà cũng lên bà nhiễu. Có hôm còn không làm gì được cho con thì bắt đầu thì quay sang thì cua chân múa tay với cả chú dân quân nữa. Bà nhiễu con nhiều quá thì con cũng đi báo thì các chú công an cho vào cho bắt bà vào tù giam thì bà còn giả vờ bà ngất các nghịch kiểu gì ấy xong rồi về lừa cho chú công an vào trong đấy bà còn đập lấy ghế về đập lên đầu của cái chú ấy còn chú còn ngất đi xong bà mới trốn đi ấy mới xong mất tích như thế không gì thế là cho mẹ ở với con mấy hôm vâng thế mẹ ở đây với con chơi lâu lâu mẹ trông con trông cháu cho con để con đi làm không con cũng chẳng biết làm gì suốt ngày bế con thế này con chẳng làm được cái gì hết. Bây giờ mẹ bế cháu cho con để con đi xem mấy cây ngô báo đổ hết rồi nha bà cả con ở với bà cho, nhá mẹ đi xem cho mẹ đi nhá. Xem ngô nhá xem ngô đó báo nhá mà nếu đổ hết thì mẹ con không có cái gì ăn ở với bà nhá mẹ đi xem mấy cây ngô nhá mấy cây ngô báo thế này đổ hết rồi.